Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 năm mạng. Gia chủ vận số trung bình, không quá dư giả nhưng cũng không quá túng thiếu. Lưu ý trong năm nay tuổi Tý bước vào năm đầu của hạn tam tai, bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bộn bề, đặc biệt cần chú ý đến sức khỏe khi mà tuổi đã già. Cụ thể tử vi chọn đời năm mạng Mậu Tý sinh năm 1948 ở các phương diện như thế nào, vận hạn năm 2022 ra sao? Xin mời tất cả quý gia chủ chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. Gia chủ nam mạng Mậu Tý sinh năm 1948 có cung mệnh thuộc cung Càn, trực Mãn, mạng thích lịch hỏa, lửa sấm chớp, khắc thiên thượng thủy, con nhà xích đế phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, Phật bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi trọn đời cuộc đời nam mạng tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thông qua bài thơ sau. Vốn người cốt cách cang cường, ấy là Mậu Tý con người đảm đang. Thuận sinh thì đặng làm quan, cha mẹ vui vẻ, lập đàn ăn chay. Số này phước lớn chẳng vừa, nhờ ơn trời Phật độ trì là may. Duyên nợ cũng phải đời đời, sau này gia đạo mới là bình yên. Vận xưa lận đận lo phiền, đến khi vận giữa tài nguyên tới gần. Vận sau sẽ thấy tấm thân, thanh nhàn. Tổng quan, tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, số trường tồn. Cuộc đời tuy không gặp phải nhiều may mắn lắm, tuy nhiên về mặt xã hội vẫn giữ được một địa vị trung bình. Tuổi này có được một cuộc sống khả dĩ giúp được cho đời sống êm ấm cá nhân, thích những thứ mới lạ, bản thể hay chạy theo tư tưởng. Suốt đời không có những sôi động đặc biệt về danh vọng, tuy có nhưng vẫn ở trong sự trầm lặng và những sự hoạt động từ từ hơn là những sôi nổi để chiếm đoạt. Tóm lại, cuộc sống ở mức độ trung bình, không lên cao và không ở trong tình trạng quá thấp kém về tài lộc. Tuổi Mậu Tý có nhiều lao tâm khổ trí, suốt cuộc đời chỉ ở trong một mức sống trung bình hay lo nghĩ, không lúc nào được thảnh thơi về tâm trí. Nếu gặp tuổi vợ trùng hợp thì có thể được làm giàu nhưng lại ít con. Nhưng nếu gặp tuổi không trùng hợp như là ở bên trên đã chỉ ra thì nghèo mà lại đông con. Số hưởng thọ trung bình khoảng từ 50 đến 55 tuổi là mức tối đa. Số này có phước lộc, nếu có tu tâm, dưỡng tánh, tạo nhiều phước đức thì sẽ được hưởng thêm 5 năm tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nên thỉnh về pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào bên trong. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo là biểu tượng của sự may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an, vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thuyền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng và được kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Tuy nhiên số mạng của tuổi Mậu Tý có nhiều thay đổi tùy theo sự quyết định của tình duyên và lựa chọn cho hợp với tuổi tác và cuộc sống thì có thể lên cao và sống giàu sang và cũng có thể trở nên nghèo khó nếu không tìm được những tuổi không trùng hợp với mình. Vì lẽ tạo hóa đã sinh ra con người khi lớn lên phải có lương duyên, sự lựa chọn tuổi tác, quan hệ và mật thiết với sự sống hiện tại. Bởi thế không thể xem từng cá nhân mà nhận xét được cuộc đời mà luôn luôn phải có sự trùng hợp của hai tuổi. Nghĩa là khi muốn nhận xét cuộc đời, cần phải nhận xét cả hai tuổi của vợ hay là chồng mới biết được sự trùng hợp của nó. Những biến chuyển của cuộc đời và sự giàu sang phú quý, vì con người luôn luôn thay đổi cuộc sống tùy theo tình trạng và hoàn cảnh hiện tại, sự lựa chọn tình duyên cũng rất quan hệ với cuộc sống của bạn. Và sau đây là duyên số thay đổi của bạn trong cuộc đời.
Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời của bạn phải hai lần thay đổi về lương duyên, đó là vào tháng riêng 3, 4, 6 và 12. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì lương duyên của bạn trở nên trung thủy và hạnh phúc, đó là tháng 2, tháng 9 và tháng 10. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì sự thay đổi vợ chồng như thay áo có thể từ 3 lần trở lên, đó là vào những tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Tuổi Mậu Tý ít khi được hưởng hạnh phúc, có thể có nhiều sự đau khổ về vấn đề tình duyên, những buồn lo khổ não quá nhiều. Tuy nhiên sau một thời gian dài, sau khi tuổi đầu nhiều sương gió thì mới vững bền được. Gia đạo công danh. Tuổi Mậu Tý công danh lên bổng xuống trầm, khó thoát qua được những thảm trạng buồn não về công danh. Vì lẽ công danh quyết định cho cả sự nghiệp và đời sống hàng ngày nên cần phải có sự liên quan đến tuổi tác của vợ chồng mới hiểu được một cách rành mạch hơn. Gia đạo lúc đầu hãy còn nhiều sóng gió, tuổi nhỏ hay có những mặc cảm gia đạo không hoàn toàn êm ấm và kéo dài cho đến năm 23 tuổi mới có được hạnh phúc hoàn toàn. Về phần con cái chỉ vào mức độ trung bình, tùy theo sự lựa chọn, tuổi trùng hợp trong vấn đề tình duyên. Tuổi Mậu Tý tuy không có một sự nghiệp vĩ đại khả dĩ sống trong sự giàu sang phú quý, nhưng vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng, mọi nghi thức đưa đến một sự nghiệp. Đó là trong những may mắn bất thường, chứ không phải là tạo bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Những may mắn đó thường vào những ở tuổi 37, 36. Tuổi 37 là tuổi của bước đầu hoàn thành sự nghiệp trong cuộc đời của bạn. Tiền tài cũng lên cao vào những lúc 27, 28 và tiến triển cho đến khi sự nghiệp hoàn thành. Nghĩa là bạn phải kéo dài 10 năm tiền tài và xây dựng tiền bạc thì mới hoàn thành sự nghiệp và sống trong sự an nhàn. Tuổi Hợp làm ăn. Trước khi muốn làm ăn mà không sợ thất bại, phải căn cứ vào tuổi mà người mình muốn hợp tác và quan trọng hơn hết là tuổi vợ chồng. Vậy khi muốn khuếch trương những dự tính hay muốn phát triển sự nghiệp công danh, bạn cần lưu ý những tuổi sau đây. Trước khi làm ăn hay phát triển những dự án, bạn cần lựa chọn những tuổi trùng hợp, nghĩa là tuổi Mậu Tý, gặp tuổi Nhâm Tý, tuổi Kỷ Sửu hay Quý Tỵ. Những tuổi này giúp bạn thành công hơn là thất bại. Gặp tuổi Hợp có tiền bạc dồi dào và có khi giúp bạn hoàn thành sự nghiệp mau chóng hơn. Nếu gặp những tuổi khác, bạn sẽ không được hoàn thành thành công của mình trước mong đợi và hay mang lấy thất bại cuộc đời như là đi trong đêm tối. Lựa chọn vợ chồng. Trong cuộc sống, công việc lựa chọn lương duyên chính là vấn đề quan trọng nhất cho cuộc đời bạn. Có khi sự lựa chọn đó không trùng hợp với tuổi, có những rối rắm thường xảy ra trong gia đình. Thường hay bê bối và có sự làm ăn khắc kỵ, không tạo được một hy vọng và triển vọng cho cuộc đời. Bạn muốn có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp vững vàng, công danh lên cao. Một cuộc sống hoàn toàn vinh hiển, không gì bằng một người vợ hiền đức và trùng hợp tuổi với mình. Những tuổi mà bạn kết hợp lương duyên hạnh phúc có thể phát đạt giàu sang, đó là những tuổi sau đây: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Đinh Hợi và Ất Mùi. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Sửu sẽ có những trường hợp sau đây. Việc gia đạo được ấm êm, người vợ luôn luôn hiền lành và rất trật tự, tiền tài luôn dư giả, cuộc sống hiển vinh, xe hơi nhà tốt, người vợ hay lo tính, hiền từ, đạo đức. Tuy nhiên người vợ thường có đo bệnh trùng hợp về tiền tài nhưng con cái trung bình. Kết hôn với người tuổi Đinh Dậu, số phú quý giàu sang nhưng lại không con, nếu có thì cũng rất khó nuôi. Kết hôn với tuổi Đinh Hợi, gặp số tốt về công danh sự nghiệp, vợ chồng hòa thuận, con cái trung bình, có đầy đủ phúc đức tạo nên một cơ nghiệp tốt. Kết hôn với người tuổi Ất Mùi, bạn được danh phận, tuy không giàu sang phú quý, nhưng gia đình êm ấm, vợ chồng thuận hòa, số vợ giữ được tiền tài nhưng lại có đau bệnh nhỏ, làm ăn, mau phát đạt. Những tuổi trên đều có sự trùng hợp của mỗi tuổi, tuy nhiên phần chắc đều sống trong sự cao sang, quyền quý, tiền bạc dư giả, cuộc sống an nhàn, phần con cái tùy theo mỗi tuổi mà định được sự ít nhiều của nó. Nhưng kết quả đều được hay đẹp liên quan rất lớn đến cuộc đời. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì có một cuộc sống trung bình, đó là những tuổi Mậu Tý, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ. Những tuổi tuy có sự hợp nhưng không làm cho đời sống phát triển mạnh mẽ, có thể có được một cuộc sống trung bình trong cuộc sống mà thôi. Nếu gặp những tuổi này thì bạn và số phận của bạn ở trong một cuộc sống hẩm hiu, khó thoát được những cơn buồn lo và khổ não bởi số kiếp ở trong sự bần cùng, túng quẫn liên miên, đó là những tuổi Canh Dần, Bính Thân và Nhâm Dần. Một việc đại kỵ cho tuổi bạn không nên lựa chọn hôn nhân, đó là năm 19, 23, 25 và 31 tuổi. Những tuổi này rất kỵ hôn nhân, nếu có xảy ra trong những năm ở vào những tuổi này, bạn sẽ có sự xung khắc. Dù gặp người trùng hợp tuổi, bạn cũng gặp cảnh chia ly, buồn bực và nhiều lắng lo. Nên tránh đi những năm mà bạn gặp ở vào những tuổi này.
Tuổi Mậu Tý, nam mạng, sinh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ. Sự thay đổi vợ thường xuyên hay gặp được cảnh buồn não, khổ tâm về đàn bà. Ít khi lương duyên được ở suốt đời, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 7, 2, 6 và 9 âm lịch. Những tháng này, người con trai sẽ có nhiều vợ và hay đau khổ về đàn bà. Tuổi Đại Kỵ, tránh đi những tuổi này. Tân Mão và Quý Mão gặp hai tuổi trên, bạn rất khắc kỵ và chẳng những không tạo được một cuộc đời mà còn gây ra bao điều khó nhọc, chết chóc bất ngờ. Nhắc lại tuổi Mậu Tý chỉ Đại Kỵ, có hai tuổi, Tân Mão và Quý Mão. Việc lương duyên nếu gặp sẽ không được lâu bền và sẽ có một người chết trong hai. Nếu lỡ yêu thương nhau nên làm như thế này. Người con gái tự nhiên đến ở nhà người con trai, không nên có sự cưới hỏi, tiệc tùng hay ra mắt bà con. Đại kỵ nhất là mâm trầu. Nếu có sự cưới hỏi, tiệc tùng hay ra mắt gặp gỡ giờ khắc, tháng khắc, một trong hai người sẽ chết bất đắc kỳ tử trong khoảng thời gian một năm sau đó. Năm khó khăn nhất, tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, tánh tình nóng nảy hay sinh ra nhiều thất bại trong việc giao dịch, giao thương hay tất cả những công chuyện làm ăn. Những năm mà tuổi Mậu Tý gặp rất nhiều khó khăn cho bản thể cũng như về cuộc đời, đó là vào những năm 20 tuổi, 23, 27 và 33 tuổi. Muốn vượt qua được những khó khăn đó, bạn cần nhờ những tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Mùi để hỗ trợ cho mình. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý do phạm phải hạn tam tai. Tam tai là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, tai là tai họa. Và cứ sau 12 năm, mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần. Nó cứ tiếp diễn như vậy trong suốt cuộc đời. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề. Tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tổn, dễ bị mất, trộm cắp. Trong anh em thân tộc, họ hàng, có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn tai nạn bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Mậu Tý nam mạng sinh năm 1948 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý để có thể trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để xem lại sự may mắn, tài lộc, quý nhân trợ giúp có đúng hay không. Tam hợp thủy, hỏa, mộc, kim, thổ giúp tăng cường khí, năng lượng hộ thân. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành, hóa khí đả thông năng lượng, ngưng tụ, thiên địa nhân, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị, địa chi, năm sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần, hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Ở đây nam mệnh, Mậu Tý sinh năm 1948 sử dụng vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của mệnh chủ. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua và có mùi thơm đặc biệt, không bị phai nhạt theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não đỏ, trên có các hình tượng linh vật quý nhân, tam hợp, thân tý thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần, trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là một vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho quý thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, bất kỳ ngày nào trong cuộc đời, tuổi Mậu Tý cũng có thể xuất hành hay đi làm, rất hợp vì ít khi mang đến thất bại. Đó là sự xuất hành đúng theo ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Ngày giờ rất trùng hợp với tuổi của mình và sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nếu sự ra đi xuất hành gặp ngày lẻ tháng chẵn hay giờ lẻ ngày chẵn thì ít khi được việc và có thể gặp ngày đại kỵ trong những ngày giờ trên. Diễn biến từng năm. Từ năm 19 đến 21 tuổi, năm có nhiều sóng gió trong cuộc đời, suốt năm không bao giờ có thể yên lặng trong tâm trí. Con người và sự sống có thể mang lấy nhiều thương đau, chưa có một đức tin hay một sự sống khá vững chắc. Tháng 7 và tháng 8 trong năm Bính Ngọ nên đề phòng tai nạn, nhưng đến năm Đinh Mùi sẽ gặp nhiều may mắn hơn đôi chút. Hai năm liền trong một hoàn cảnh hoàn toàn sôi động và khác biệt, sự làm ăn và sự nghiệp lẫn công danh bấp bênh, chưa có sự vững chắc.
từ 22 đến 25 tuổi. 3 năm này, bạn sẽ có thành công đôi chút về công danh, có thể có được tiếng tăm và phát hiện một sự làm ăn rõ rệt. Tất cả mọi công việc đều có thể hoàn thành hơi sớm, sau sẽ có đổ vỡ, nhưng gặp những năm số mạng lên cao nên sự làm ăn và việc dự tính được thực hiện một cách mỹ mãn hơn. Năm 24 tuổi, có thay đổi lương duyên hay thay đổi chuyện làm. Để tiến vượt bậc lên con đường sự nghiệp, cần phải cẩn thận về giao dịch hay sự xã giao với phái nữ. Không nên quá thân mật với giới này, sự nghiệp dễ bị đổ vỡ. Từ 26 đến 30 tuổi, tuổi 26 chưa có gì sôi động, chỉ có làm ra được nhiều tiền bạc nhưng không vững bền. Làm nhiều, tiền bạc nhiều nhưng tiêu hao cũng mấy chốc mà hết. Tình trạng đó kéo dài cho đến năm 29 tuổi, tiền bạc, sự nghiệp và công danh mới phát triển mạnh mẽ. Cho đến năm qua 30 tuổi lại có những sự sụp đổ nhỏ nhặt. Tuy vậy, cũng có thể phát hiện những sự việc và bắt đầu một cuộc làm ăn và óc xây dựng sự nghiệp trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn. Thời gian này kéo dài cho đến 5 năm sau. Từ 31 đến 37 tuổi, cuộc sống có thể dễ chịu hơn vào khoảng tuổi 33 và 34. Tùy vào tuổi 33 có nhiều thay đổi và bị hạn nặng, nhưng sau khi vượt qua sự khó khăn đó thì bắt đầu tiến triển lên đến mức độ tột cùng của cuộc sống. Tuổi Mậu Tý, cuộc sống chỉ ở mức độ trung bình, hoàn thành sự nghiệp, tạo được cuộc sống an nhàn trong những năm này. Từ 38 đến 45 tuổi, cuộc sống trở nên trầm lặng và khác biệt, sự nghiệp cũng đến mức bình thường sau khi bôn ba và lo lắng hoàn thành và thành công mỹ mãn. Những năm này, sự làm ăn và gia đạo chỉ trong mức sống êm ấm và thường nhượt vào những khoảng năm 40 tuổi và có lần đau nặng hay suýt bị nạn. Khó mà chữa trị và nếu mà thoát qua được thì chắc chắn sẽ được hưởng nhiều phúc đức và con người trở nên trầm lặng lạ thường cho đến hết năm 45 tuổi mới có thể phát triển thêm sự nghiệp và tiền tài. Từ 46 đến 50 tuổi, những việc làm ăn nên phát triển mạnh mẽ vào những năm này. Những năm có đầy đủ về sự vượng phát, về mọi khía cạnh, tình cảm, tài lộc, con cái và cả sự phát triển nghề nghiệp, gia đình hoàn toàn yên vui, tiền bạc dồi dào, phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp làm ăn. Từ 50 đến 55 tuổi, những năm này lại càng sôi động hơn, bạn cần phải đề phòng đau bệnh hay những tai nạn có thể xảy ra cho cuộc đời bạn bất thình lình, kiên nhẫn và chịu đựng mong cầu ở trời Phật thoát khỏi tai nạn. Đừng hy vọng quá nhiều về sự cạnh tranh sự nghiệp, lo an phận là tốt hơn. Trong thời gian này, cần phải giữ nhiều phước đức hơn là lo tiền bạc. Như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi trọn đời năm mạng tuổi Mậu Tý 1948. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy mong rằng quý gia chủ hãy đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.